Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, tiền vàng nhất nhật két. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì ăn Tết ấm no, cực to, cực sướng. Mệnh chủ Giáp Dần thân mến, nếu xét mối quan hệ giữa Giáp Dần và cuộc đời, chắc Giáp Dần là phe mãi miết yêu đơn phương. Giáp Dần yêu đời nhưng đời không yêu Giáp Dần, đời cứ thỉnh thoảng lại hành Giáp Dần chút thử thách, xíu trong gai pha với tí bàn hoàng. Nhưng dù đời không tử tế thì Giáp Dần vẫn yêu đời, vẫn lạc quan, vẫn tâm an và vui vẻ lắm, vẫn nói cười ăn chơi, giao lưu, giao du theo đuổi ước mơ và chăm chăm làm việc, học cách của quên đi nỗi đau, học cách lạc trôi quá khứ. Chỉ là đôi khi chợt ngừng lại thấy nhói ở đâu đây, chỉ là đôi lúc ngắm trời cao thấy lòng mình sao bâng khuâng quá thể, nhưng có sao đâu, cười xoa một cái nhẹ, khóa lên cái mặt nạ của sự mạnh mẽ và kiên cường, và rồi lại bộc lộ tiếp cái hình ảnh của một Giáp Dần khuất theo đuổi vạn sự, rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu không ổn Giáp Dần sẽ làm cho nó ổn, đó cũng chính là lý do mà thời gian tới người tuổi Giáp Dần sẽ kiếm được về một khoảng tương đối lớn, đảm bảo an nhàn tuổi già. Nếu Giáp Dần muốn biết cụ thể thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi làm sáng tỏ ngay sau đây. Mệnh chủ Giáp Dần thân mến, Giáp Dần năm 1974, ứng với hình tượng của một con hổ chăm chỉ và bền bỉ, cần cù và nỗ lực, kiên tâm. Con hổ này trong cuộc đời hiếm có thể đi đường tắt, tất cả mọi thứ đều do từng giọt mồ hôi, từng giọt chăm chỉ của họ, tích tụ làm mà thành trong cuộc đời của một Giáp Dần. Ít khi do may mắn mà thành công, ít khi do thời hay vận tới mà là thành tựu, nói chung họ sẽ phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực họ làm, thấu hiểu và thông tuệ nhiều kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi trường kỳ sau đấy quần quật mà cày trong cuộc đời của một Giáp Dần. Ít khi họ thành công mà chỉ có một công một việc, bên đông họ sẽ phải làm một tí, bên tây họ sẽ phải làm một tẹo, thì mới được đủ vận mà thành tựu thăng hoa. Nói chung số của họ tương đối vất vả, cơ mà tương đối thú vị, trong cuộc đời của một Giáp Dần ắt có thời điểm bị nhập nhằng chuyện tài chính. Họ không nên cho vay mượn hay quá cả nể những người thân thiết, rõ ràng và rành mạch hợp đồng đủ vào thân sẽ tránh cho Giáp Dần được những phiền hà. Không đáng bận tâm, trong cuộc đời của một Giáp Dần phải lấy thật thà mà chiếm lấy, vô tính toán, vô mưu hình mà tiến. Nếu ở một kiểu chuyên trọng đạo, ác sự thật thà bẩm sinh của Giáp Dần sẽ được trân trọng và nâng nêu, còn trong giai đoạn mạt pháp, nơi vạn sự gian dối ắt Giáp Dần phải chịu những thiệt thòi mỏi mệt, thị phi không đáng có, đấy là cái hình thái của sự lạc lõng, trao đi chân tâm nhận lại chân chó, kiểu gì thì kiểu cũng có lúc oan ức vào mình. Trong cuộc đời của một Giáp Dần có một cái tháng 12 năm 2023, Giáp Dần vừa thuận lợi vừa thử thách, nhưng chung kết quả là có quả ngọt và có kết đẹp cho những hạt mầm Giáp Dần gieo. Tháng 12 âm là tháng đúng thời điểm, chuẩn thời vận cho Giáp Dần gieo những hạt mầm mà bản thân đang ấp ủ dài kỳ, nhưng cần phải nhớ đừng tự mãn, hoặc có những suy nghĩ sai lầm về bản thân và bản tính, vì sự cao ngạo không hợp với Giáp Dần, sự kiêu hãnh quá độ, tự tin thái quá dễ, mua cho Giáp Dần những việc sầu bi vào mình. Khi Giáp Dần lấy hiền lành mà nhìn thế giới, lấy nhân hậu mà dưỡng dục nhân gian, có lòng nhân thì có trời đất, hữu chân chỉ cần làm được như thế, thì cuộc đi của một Giáp Dần có thể có chút mệt, có thể có chút vất vả, có thể có chút thiệt thòi, có thể có chút nợ và bị hại vào thân, nhưng chắc vẫn có được tự thành viên mãn. Tiền tài vận mệnh phát tài về hậu vận, xin kính chúc các cô bác Giáp Dần luôn mạnh khỏe và an khang trong cuộc sống nhiều vất vả biến động này. Giáp Dần sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 1974 đến ngày 10 tháng 2 năm 1975, thuộc mệnh thủy, đại khe thủy, tức nước khe lớn, thiên can giáp kết hợp với địa chi Dần, mang ý nghĩa lập định chi hổ, tức hổ tự lập. Đại khe thủy của Giáp Dần theo chiết tự, đại có nghĩa là to lớn, khe có nghĩa là con suối, thủy là nước.
Vậy Đại Khê Thủy tức là nước bắt nguồn từ một con suối lớn, hay còn gọi là nước trong nguồn, đây chính là nguồn nước trong lành, mát mẻ, không bao giờ vơi cạn. Giáp Dần Đại Khê Thủy là người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Khi trưởng thành, nếu được ở trong những môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham thích nghiên cứu, có vốn kiến thức rộng, khả năng sáng tạo cao, họ yêu thích sự tự do, thoải mái, không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ nào, thích dành thời gian làm những việc mình thích. Nếu được làm những công việc thuộc chuyên môn, họ sẽ phát huy được khả năng của mình rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ lại là người làm việc theo cảm hứng, nếu có hứng thì làm rất tốt, nhưng nếu không có hứng thì kết quả sẽ không như ý. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, nhưng cũng rất khéo léo, uyển chuyển, họ thích giúp đỡ người khác và cũng coi đó là một trong những niềm vui của mình. Giáp Dần là người có lộc cách nên họ rất thích hợp với những công việc kinh doanh, quản lý tài chính. Nếu làm những công việc này họ thường ăn nên làm ra, dù không làm ăn lớn cũng có của ăn của để. Nếu vận dụng khả năng viết lách văn chương hoặc hùng biện của mình, họ có thể làm các nghề liên quan đến viết văn, biên kịch hoặc các nhà hùng biện, tư vấn, giáo viên. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Giáp Dần 1974 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Theo dõi tử vi hàng tháng, ở tháng cuối cùng năm Quý Mão, công việc tuổi Dần vất vả, nhiều áp lực, còn bị tiểu nhân quấy phá. Tuy nhiên bản mệnh gặt hái thành quả nhất định, được ghi nhận sự phấn đấu và hưởng mức thù lao xứng đáng. Tài vận trong tháng khá sáng, chính tài ổn định, thứ tài có may mắn, tuy nhiên, chuyện hợp tác làm ăn có chút bất thuận lúc ban đầu. Cần tìm cách tháo gỡ mới đi đến thành công, lưu ý có kiếp tài gây hao tốn tiền của dịp cuối năm. Về sức khỏe, cần chú ý tới các vấn đề về tiêu hóa, nhất là tình trạng đau dạ dày, ăn uống quá độ, không đúng giờ giấc, lại áp lực tinh thần khiến bệnh trạng thêm nghiêm trọng. Phương diện tình cảm cũng khá lạc quan với người độc thân, khi có sao Bách Việt chiếu mệnh, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người, hoặc được giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Tuy nhiên, nếu đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, thì cần chú ý giữ khoảng cách với người khác. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi 2023 trong tháng 12 âm, áp lực công việc của người tuổi Giáp Dần khá lớn, điều này chi phối hầu như toàn bộ cuộc sống của bạn. Có điều, tuổi Giáp Dần linh hoạt và nhạy bén về thời cuộc, vì thế dễ dàng xử lý và hoàn thành mọi công việc được giao đúng tiến độ, thu về không ít thành quả tốt lành. Tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu, Ất Mộc Lâm Đế Vượng ở Dần, báo hiệu vận khí ngày càng khởi vượng, khó khăn hay thử thách trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Chỉ cần tuổi Giáp Dần tập trung làm, việc gì cũng có thể giải quyết tốt và thu về kết quả mãn nguyện. So với tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, đây đã là tháng cuối cùng của năm Quý Mão, mọi việc cần gấp rút hoàn thành, vì thế, khả năng cao tuổi Giáp Dần phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm. Hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc, dù biết là khó khăn, vất vả, thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Mặc dù có điềm báo tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc, nhưng cơ hội thăng trong tháng rộng mở. Bạn nghĩ sao nếu cuối tháng đón tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương? Đó là tin vui nhưng có lẽ không phải là điều quá bất ngờ với bạn. Về phương diện tài lộc, đi cùng với sự phát triển của sự nghiệp thì con đường tài lộc của người tuổi Giáp Dần cũng có những tiến triển khá đáng mừng. Dù cuối năm nhu cầu chi tiêu mua sắm có gia tăng, nhưng nhờ các khoản lương, thưởng, lời lãi hậu hĩnh mà bạn không lo rơi vào cảnh cháy túi. Với người làm công ăn lương, bạn dễ nhận được quyết định tăng lương hoặc tiền thưởng nóng tương xứng với sự đóng góp của bạn cho tập thể. Khoản tiền này đem tới nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng không ngừng. Người làm buôn bán cũng có một tháng bận rộn, nhưng đem lại nhiều lợi ích. Bạn biết được khách hàng cần gì nên luôn đi trước một bước, thậm chí trở thành người tiên phong trong một lĩnh vực nào đó. Đương nhiên bạn sẽ không tránh khỏi vất vả, song những đồng tiền lời lãi kiếm được sẽ đem tới cho bạn rất nhiều niềm tin và sức mạnh. Thêm vào đó, con giáp này còn là người có cách chi tiêu khoa học, tiêu dùng thông minh, dù túi tiền dư giả cũng không chi tiêu bừa bãi. Vì vậy, trừ đi khoản tiền sắm sửa dịp Tết, bạn vẫn còn tiền tiết kiệm để đầu tư, gửi ngân hàng hoặc để tiết kiệm, dự phòng cho tương lai. Về phương diện sức khỏe, tiếp tục một tháng nhiều áp lực công việc nên sức khỏe tuổi Giáp Dần có không ít bất thường, nhất là các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày. Việc tiệc tùng liên miên, ăn uống không đúng giờ giấc, lại thức khuya, áp lực công việc khiến tình trạng đau dạ dày tái phát nghiêm trọng. Ngoài ra, sự xuất hiện của hung tinh Thiên Nguyệt mang điềm báo ốm đau, bệnh tật, Giáp Dần không được mùa đông che chở,
sức đề kháng kém, dễ bị hàn khí xâm nhập, gây ra các bệnh về hô hấp như cảm cúm, ho hắng. Bản mệnh chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ, thời tiết thay đổi bất thường nên có biện pháp phòng tránh hơn là có bệnh mới chữa trị. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, thấy các tin bách Việt chủ đào hoa sẽ đem tới nhiều tin vui trên phương diện tình duyên cho người tuổi Giáp Dần, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân. Bạn gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc và đó là điều kiện để bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Sẽ có một vài đối tượng chủ động tiếp cận bạn. Nếu có thiện cảm với ai thì bạn nên mở lòng và thử trò chuyện với đối phương. Nếu tích cực tham gia các buổi tiệc tùng với bạn bè, đối tác, bạn cũng có thể vô tình gặp được người vừa ý ở đó. Nếu muốn thoát cảnh độc thân, tốt nhất bạn nên chủ động hơn một chút trong chuyện tình cảm. Hãy nhiệt tình trò chuyện và trao đổi cách liên lạc với người đó nhé. Tuy nhiên, việc đào hoa quá vượng lại không tốt cho các cặp đôi. Tháng này bạn trở nên nổi bật trong tập thể, nên có thể thu hút sự chú ý của nhiều đối tượng khác nhau. Song bạn cần chú ý giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, đừng vì một phút ham vui mà đẩy mình vướng vào thị phi, rắc rối. Trong gia đình, dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng nên dành thời gian để dùng bữa hay trò chuyện với nhau. Nếu mỗi người chỉ làm việc của mình, không quan tâm đến nửa kia thì không cần cãi cọ, mối quan hệ cũng dần trở nên xa cách. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đuổi. Không biết cô bác anh chị Giáp Dần 1974 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường tử vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Giáp Dần 1974. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường tử vi nhé. Đối với nam mạng Giáp Dần, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can Giáp bình hòa với can Giáp, địa chi Dần bình hòa với chi Thìn. Tổng quan về năm Giáp Thìn của bản mệnh Giáp Dần gói gọn trong 4 chữ: trong nguy có cơ. Giáp Dần nam mạng duy trì ổn định công việc và tình hình tài chính trong năm 2024, là người có nhiều kinh nghiệm, vốn hiểu biết sâu sắc, bản mệnh được tín nhiệm giao phó các nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, nam tuổi Dần sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Nam sinh năm 1974, là người giữ chữ tín, nên luôn được mọi người xung quanh kính trọng. Mối quan hệ xây dựng dựa trên niềm tin sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những lời tai tiếng bên ngoài. Có được những người bạn thật lòng, tốt bụng, nam mạng tuổi Giáp Dần nên tập trung khai thác điểm mạnh trong năm 2024. Phát triển lợi thế sẵn có để gia tăng tiến độ công việc, bản mệnh đang từng bước tiến đến vị trí cao hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Đồng hành với Giáp Dần nam mạng là những người đồng nghiệp có chuyên môn, bản mệnh nên lắng nghe, tiếp thu và thảo luận công việc để tìm ra ý tưởng sáng tạo khi gặp vấn đề nan giải. Cột mốc sự nghiệp của mệnh chủ trong năm 2024 khá rõ ràng, điều này thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của nam tuổi Dần trên khía cạnh công việc, báo hiệu sự khởi đầu tốt đẹp, thành công. Tình hình tài chính của nam tuổi Giáp Dần phụ thuộc vào chất lượng công việc và hiệu suất làm việc, thời điểm công việc phát triển. Mức thu nhập của bản mệnh gia tăng ổn định, có dư trong các khoản chi tiêu, bản mệnh có thể lựa chọn cất giữ của cải hoặc đầu tư an toàn để tăng thu nhập cá nhân. Trong giai đoạn khó khăn, nếu là người kiểm soát doanh thu tài chính tốt, nam tuổi Dần sẽ sớm thoát khỏi vòng xoáy thiếu hụt tiền bạc, đầu tư thông minh để tiền đẻ ra tiền. Dự báo năm 2024 sẽ có sự thay đổi trên phương diện tài chính đối với bản mệnh Giáp Dần, đời sống hôn nhân của Giáp Dần nam mạng khá êm ấm. Những bất hòa thường ngày không gây ảnh hưởng đến tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng khi cả hai có sự sẻ chia, thấu hiểu và bầu bạn với nhau. Khoảng cách thế hệ xuất hiện giữa mối quan hệ con cái, cha mẹ, bản mệnh trong vai trò là người con cần hiếu kính, tôn trọng đấng sinh thành ra mình. Với vai trò là người cha, nam tuổi Dần nên yêu thương, trò chuyện và tôn trọng các con. Ở độ tuổi trung niên, sức khỏe của Giáp Dần nam mạng cần được chăm sóc và bảo vệ thường xuyên hơn, bản mệnh nên hạn chế sử dụng đồ uống có cùng như rượu, bia, hút thuốc lá để ngăn ngừa bệnh tật. Bản mệnh Giáp Dần có thể nâng cao đời sống tinh thần bằng cách tập luyện thể thao, tham gia chuyến du lịch ngắn, thư giãn cũng là cách hồi phục năng lượng sức lực để làm việc có hiệu quả hơn. Đối với nữ mạng Giáp Dần, năm 2024 là năm mệnh hỏa tương khắc với mệnh thủy của nữ mạng 1974, thiên can Giáp bình hòa với can Giáp, địa chi Dần bình hòa với chi Thìn.
Dự báo năm 2024 là một năm đang xen cơ hội và thách thức đối với Giáp Dần nữ mạng. Nữ tuổi Giáp Dần 1974 đạt được một số thành tựu sau quãng thời gian lao động chăm chỉ. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ tiếp tục duy trì ổn định và tiến xa hơn nếu làm việc có kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong năm 2024. Phương diện sức khỏe của bản mệnh trong năm này không có gì đáng lo ngại. Giáp Dần nữ mạng là người biết tự chăm sóc bản thân, cố gắng duy trì tinh thần thoải mái, tiếp tục theo dõi sức khỏe thường xuyên cũng như duy trì các thói quen tốt, giúp mệnh chủ bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật. Nhờ khả năng ứng xử khéo léo mà nữ tuổi Giáp Dần 1974 được đồng nghiệp xung quanh yêu mến, kính trọng, mối quan hệ tốt với mọi người giúp bản mệnh có thêm năng lượng làm việc, thảo luận nhiều vấn đề khác nhau trong công việc. Nhìn chung, công việc của mệnh chủ trong năm 2024 không có sự thay đổi lớn so với năm cũ, một số khó khăn có thể được giải quyết nhanh chóng nhờ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của nữ tuổi Dần. Khả năng kiểm soát tài chính giúp Giáp Dần nữ mạng dư giả hơn trong các khoản chi tiêu, mệnh chủ có thể cân đối tốt tài chính cá nhân và gia đình khi có sự hiểu biết về tiền bạc, tài sản. Năm 2024 là năm thích hợp để tích lũy đối với bản mệnh, nữ tuổi Dần 1974 nên theo dõi chi tiêu hàng tháng, tránh xa các khoản vay quá sức. Ngoài ra nếu có đủ điều kiện sức khỏe, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn thu khác nhau. Năm 2024 là một năm thuận hòa trong chuyện tình cảm của bản mệnh Giáp Dần. Những bất hòa trong đời sống hàng ngày đều có thể giải quyết. Khi cả hai giải bày tâm sự, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, cuộc sống vợ chồng của bản mệnh nên có sự tôn trọng, giữ hòa khí. Gia đạo của nữ mạng tuổi Giáp Dần đón nhận điềm lành trong năm 2024 Giáp Thìn. Các thành viên trong gia đình có cơ hội gắn kết tình cảm sau quãng thời gian bận rộn, tạm gác những bề bộn bên ngoài để quay trở về nơi được gọi là nhà. Mệnh chủ Giáp Dần nên lưu tâm các bệnh về xương khớp, nhất mỏi, đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bắt đầu lão hóa. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, bổ sung dưỡng chất cùng rèn luyện cơ thể sẽ giúp bản mệnh cải thiện sức khỏe. Nữ mạng tuổi Giáp Dần thường tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn, mong muốn cuộc sống thoải mái, tự tại. Để làm được điều này, bản mệnh cần chấp nhận buông bỏ một số điều, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, cố gắng trở nên hoàn hảo, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Sinh năm 1974, gặp sao chiếu mệnh La Hầu trong năm 2024 Giáp Thìn, chồng sao chủ về thị phi, phiền muộn, bản mệnh nếu là người khéo léo có thể tránh được những chuyện thị phi trốn công sở, tập trung vào công việc của mình, đôi lúc cảm thấy phiền lòng không lý do, Giáp Dần nữ mạng nên dành một khoảng tĩnh lặng để bản thân nghỉ ngơi, hồi sinh tâm trí. Mệnh chủ Giáp Dần 1974, gặp hạn Diêm Vương trong năm 2024, hạn chủ về tai tiếng, thị phi, nữ giới gặp hạn Diêm Vương tránh lo chuyện bao đồng. Tốt nhất nên bỏ ngoài tay những lời bịa đặt vô căn cứ, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, bản mệnh nên duy trì thái độ hòa nhã, ứng xử thấu tình đạt lý. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi Giáp Dần 1974 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Giáp Dần tháng 12 âm lịch 2023. Niềm tin đã dẫn con giáp tuổi Giáp Dần tới những chân trời thú vị trong tuần mới, ngay cả những thứ người ta ngăn cản và cho rằng bạn không làm được. Nhưng cuối cùng bạn cũng đạt được những kết quả ban đầu, đây là thời điểm lý tưởng để bạn thông báo cho mọi người biết. Người tuổi Giáp Dần may mắn tìm được hạnh phúc của mình trong mối quan hệ hiện tại trong tuần mới. Hai người tìm được tiếng nói chung và sẵn sàng lắng nghe những tâm sự sâu kín trong lòng nhau để cùng tìm ra hướng xử lý phù hợp. Tuần mới có thái âm giúp hòa giải những căng thẳng trong công việc, nhân duyên, thế nên cuộc sống của bản mệnh nhìn chung an ổn, nếu gặp chút trở ngại thì mọi thứ cũng sớm được xử lý. Tuy nhiên, khía cạnh tiền bạc vẫn cần phải thận trọng, bản mệnh cần lưu ý không lao vào những thương vụ đầu tư mạo hiểm và những lĩnh vực mới toanh, bởi khả năng thua lỗ, nợ nần hay phá sản rất cao, an toàn là trên hết, đây là tôn chỉ kiếm tiền của bản mệnh trong năm tới. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Con số may mắn: nam 7 10 85 27, nữ 8 33 61 11. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Dần tháng 12 âm lịch 2023. Tuần mới tuổi Giáp Dần có nguồn năng lượng mới để có thể thực hiện được những tham vọng của mình, thay vì ngồi đó suy nghĩ, bạn bắt tay hành động một cách quyết liệt nhất có thể. Những tưởng tượng của tuổi Giáp Dần về một nửa của mình cuối cùng cũng trở thành sự thật,
hứa hẹn bản mệnh có cơ hội cao thoát đời độc thân trong tuần này. Tình hình tài chính của tuổi Giáp Dần thời gian này có vẻ rực rỡ hơn trước rất nhiều, đó là tín hiệu tốt mà bản mệnh chớ bỏ lỡ. Còn với dân làm ăn kinh doanh, bạn cũng thu về lãi lớn. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện nên tuổi Giáp Dần cũng nên ở ẩn, không dính vào tranh cãi hay thị phi, cũng không nên đặt ra quá nhiều mục tiêu hay kỳ vọng lớn, bởi bạn sẽ càng khiến bản thân tự áp lực rồi thất vọng. Ưu tiên thời gian này là nên giữ cho bản thân an toàn, có cuộc sống bình yên, ổn định. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê, quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Con số may mắn: nam 4, 25, 57, 19, nữ 2, 12, 31, 42. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Dần tháng 12 âm lịch 2023. Mọi thứ sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Giáp Dần, hành sự suôn sẻ, thuận lợi, bạn nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh, nhất là đồng nghiệp và cấp trên. Tuần này một nửa của con giáp tuổi Giáp Dần đã chứng minh cho bạn thấy rằng việc bạn trao cho họ niềm tin là hoàn toàn xứng đáng. Không những thế, họ còn hỗ trợ cho bạn rất nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Đại hao xuất hiện trong tuần, dự báo tài chính có thể bị hao hụt khá nhiều do gia đình, nhất là liên quan đến vấn đề bệnh tật, chấn thương. Do đó bạn sẽ cần tiết kiệm chi tiêu để đề phòng trường hợp bất trắc phát sinh. Có thể thấy tuần này của bản mệnh khá bận rộn, thế nên cuối tuần là thời điểm thích hợp nghỉ ngơi và thư giãn. Hãy tự thưởng cho bản thân một vài món đồ mới hoặc một bữa ăn cùng bạn bè nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc ánh kim, quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Con số may mắn: nam 1, 12, 23, 13, nữ 5, 35, 37, 94. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Dần tháng 12 âm lịch 2023. Người tuổi Giáp Dần khá tập trung và làm việc hiệu quả trong tuần mới, thậm chí được khen thưởng. Vài ý tưởng lớn trong công việc sẽ trở thành trọng tâm cho cuộc sống tuần này, cơ hội để bạn áp dụng vào những việc thường ngày. Từ đầu tuần đã có thiên ấn nâng đỡ, nên mọi việc của tuổi Giáp Dần nhờ thế mà diễn ra theo kế hoạch. Từ đó bạn có thể an tâm bám theo mục tiêu đã đề ra, nhìn chung, bạn có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng trong thời gian này. Không chỉ có bạn đời ủng hộ nhiệt tình, mà tuổi Giáp Dần còn may mắn khi xung quanh bạn có rất nhiều bạn bè và tiền bối có thể ở bên diều dắt, hỗ trợ và đem lại lợi ích cho bạn. Vì thế bạn cần mở rộng quan hệ hợp tác, sẵn sàng cho năm mới có nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ tới. Nhờ có thiên đức tương trợ, nên nhiều người tuổi Giáp Dần có cơ hội thăng quan tiến chức, thậm chí phát tài phát lộc. Người kinh doanh có được vận may để trúng lớn, việc làm ăn thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám, quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Con số may mắn: nam 4, 11, 38, 55, nữ 2, 46, 67, 77. Thưa quý vị, cũng sắp bước sang năm mới Giáp Thìn 2024 rồi. Để có một năm mới phúc thái an khang, quý tín chủ tuổi chúng ta nên hóa giải sao hạn. Gặp sao chiếu mệnh La Hầu và vận hạn Diêm Vương khiến nhiều người lo lắng, bất an. Để giảm tránh ảnh hưởng của sao hạn, Giáp Dần nữ mạng trước hết phải biết quý trọng sinh mệnh, biết ơn những gì mình đang có. Khi có cơ hội nên tạo phước gieo duyên để gặt được quả lành. Ngoài ra, tuổi Dần 1974 có thể tiến hành hóa giải sao hạn tại gia hoặc nơi đền chùa thiêng liêng. Thời điểm thích hợp nhất là vào xuân Giáp Thìn, thực hiện một lần trong năm, bản mệnh thành kính dân hương, tùy tâm biện lễ. Sử dụng vật phẩm phong thủy giúp người tuổi Giáp Dần trấn an tinh thần, cầu vận may tài lộc như mặc Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Giáp Dần nữ mạng được Phật hư không Bồ Tát hộ mệnh, Ngài là vị Phật ban cho chúng sinh trí tuệ sáng suốt và phúc đức từ tâm. Nữ tuổi Giáp Dần có thể thỉnh mặt Phật hư không Bồ Tát bên mình để khai sáng tâm hồn, cầu sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Người sinh năm 1974 tương sinh với mặt Phật đá mã não trắng, mệnh kim, tương hợp với mặt Phật đá núi lửa đen, mệnh thủy. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe bài chia sẻ của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý anh chị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.